có cho mình 3 đường tiến luôn. Mà cái thương hiệu này đâu cần nói xa đúng không? Nói dòng, nói dài thì thương hiệu này mọi người cũng biết là đại diện một cái thương hiệu mà mấy đời ông bà cha mẹ mình mà thấy con này mọi người mà mua về con này là ông bà mê lắm nè. Tại vì loa này thì cân đủ mọi thể loại nhạc cho mình luôn. Và công suất của em nó 800W nha, 850W cho mọi người. Có cho mình là 3 đường tiếng, loa 5 cấp vô, có thiết kế đầy đủ, quay sức cơ mọi người coi. Em có tuy là có 29kg nhưng mà nó nặng nha. Không, có này 34kg. Nhiều quá, nhiều loa quá mọi người. Loa đây thì 44kg nha, chiều cao 82 nha mọi người. Hả? Ra xung quanh này đều là gỗ hết, mà gỗ thì có o góc nè, có o góc cặp cho mọi người luôn. Hả? Một con loa rất là sắc nét cho mình luôn ha, sắc sảo. Đây, con này là con ảnh loa ha, có cái này cái lưới kiểu như bản nhẹ của mọi người. Có để mình sạc này, cái đầu sạc, sạc bình điện 12V 14A ha. Trong này cũng sẽ có bình điện mọi người nha. Tại vì khi mà mình hát á, mình cứ sạc, mình sạc cho đầy bình. Ví dụ mà nổ mà hết bình thì mình đẩy qua mình sạc, mình vừa sạc vừa sử dụng cũng được luôn. Đó, ở phía này thì cũng sẽ có cho mình là cái đầu để mình cắm USB nè, để nhớ. Cũng có trang bị cái led hiển thị Bluetooth ha. Bên này sẽ là nút nguồn và phía này là cái cột mà hiển thị đèn, mà khi mà mình sạc pin đó, khi mà nó đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nha. Đây, còn đây là những cái nút mà mình để mình chỉnh âm lượng của nhạc nè, bass mic chép của nhạc nè. Rồi ở phía này sẽ có echo, reverb, delay, có đầy đủ nè mọi người ha. Ở trong này thì cái loa này thì nó sẽ có cả khẩu hành trên toàn quốc luôn. Ở trong cùng loa là sẽ có cho mình là cái giấy khẩu hành đó, mọi người mua về là có vấn đề mình cứ liên hệ với trạm khẩu hành bên trong toàn quốc họ sẽ hỗ trợ mình nha. Đây, cặp mic quen nó nha mọi người. Cái màu phải nói là rất là thú vị đó. Cái màu nè sáng rực cả một vùng trời không, cái này mà mình cầm mà ban đêm đó chiếu đẹp vô nha, rất la rất lắm rồi nha, được tay rất là kỹ luôn. Cái này thì khi mà mình ăn uống đó, dầu mỡ nó bám vô là không có sợ mà bị bám nè, không có sợ đánh con tay hay đánh dầu mỡ luôn nha, cầm rất là nặng tay. Cái IC của cái mic này thì sẽ sử dụng IC của Nhật nha mọi người. Cái âm thanh phát ra rất là hay luôn, rất là sâu và rất là bắt chợt bắt mic luôn nha. Đây, phía bên trong thì cũng sẽ có cho mình là cái có sẵn trang bị hết cho mình. Này thì cũng sẽ có một cái hộp đựng mic tên thương hiệu ha.